Tiên trụ tập 46 lên phương bộ này phần mô tả nhé. Sao nào không đồng ý? Nếu như là tiền sinh đã nói như vậy, vậy thì đệ tử nào dám không tuân theo? Chưa gia nhập môn phái nào mà đã là tố thờ tam trọng thiên đến phòng, sẽ là một bóp mạng rất tốt có tiềm lực đây. Thì tử, chuyến này chưa xong đâu, mấy cái đời đó. Và bộ con sư đệ lợi hại thật đấy. À, vì sư tỷ này, ta còn có chuyện chưa biết nghĩa tên là gì. Ây chà chà, quên mất giới thiệu. Ta là Đường Yên, ngươi gọi ta là Yên Nhi, sư tỷ là được. Yên Nhi sư tỷ, chúng ta tạm biệt ở đây, ta về đây. À được thôi, ngươi cứ về dưỡng thương đi. Mà là chứ, bộ con tiểu tử, ngươi bị làm sao vậy? Đáng đời ai biết ngươi nói bật quá làm gì. Cái tên này cũng có lúc bị thương. Nè, bởi vì cái này, người cái tên phá của này, mấy cái viên phá kiêu đàn đang là lạc, sao là vỡ rồi? Một viên vậy, như vậy thì khác gì bỏ đi chưa? Người giao thủ với người khác sao? Đánh nhau một trận với hậu mình ở dược đường bị phạt. Nếu như cái gì đã giúp đỡ thì lúc nào cũng có thể gọi ta. Màu trị thường này sắp chết rồi kìa. Đến lúc đi sơn cốc đột phá rồi. Sơn cốc. Không thể đột phá được sao? Cái này rốt cuộc là đã hết làm xảy ra chuyện gì vậy? Từ hôm qua đến giờ đã mở ra hết toàn bộ thông thở hết uy khiếu rồi. Thế nhưng lại chẳng đến được khi khẩn cảnh. Xin lên nhỏ bé kia, ta ra ngoài. Là ai? Chắc nghe lầm rồi, mới nghe giọng có chút quen thuộc. Tiểu tổ ta ra, ta cách giúp ngươi đột phá đi. Vậy mà lại là hắn ta. Mình muốn xem thử coi có chuyện gì đang xảy ra. Thì ra là người nói chuyện à. Tiểu tử, nếu như không phải người hấp thụ sinh mệnh tình nàng của ta, thì ngươi cho rằng có thể nhiều sức lực như vậy nói chuyện với ta sao? Sinh mệnh tình nàng đó là cái gì vậy? Ngươi tự sự cho rằng thiên phúc của người cao lắm hay sao? Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi một năm có thể đột phá tới tam trọng thiên. Ta có nói thiên phúc của ta cao đâu. Cái sinh mệnh tình nàng gì đó thì người nói cho ta thực sự thì ta không biết. Thì tử, sau người ra khỏi mụ của ta, thì có phải cảm thấy bản thân khi mở thông huyệt khiếu trong cơ thể rất nhanh dễ dàng có đúng không? Là bởi vì ngươi. Chứ còn cái gì nữa? Bây giờ ngươi đã có thể nói chuyện, vậy là ý nghĩa là ngươi đã có cách ra khỏi đầu của ta. Thì tử này, việc ngươi không còn phải lo lắng. Ít nhất thì ta hiện tại chưa có cách nào để thoát khỏi chỗ này. Vậy thì nếu như sau này có cách liền ra ngoài à? Thì tử, chúng ta làm một giao dịch giấy được không? Ngươi đừng có mà xem ta là một thằng ngu. Cái gì cũng không hiểu. Mục đích cuối cùng của người chẳng phải là muốn ta thả ra người ra ngoài sao? Việc này cũng có thể nói như vậy. Thế nhưng ta cảm đoan chứ không xảy ra bất ngờ khi một trở ngại nào cho ngươi. Ồ, người cầm đoàn ai xin tiền chưa? Đợi sau khi thực lực của người vượt qua ta thì ta suy nghĩ về đề nghị của người. Mạnh hơn ta sao? Ngươi à? Đợi khi nghiền cánh con chưa đột phá nổi mà cũng nghĩ đến việc mạnh hơn ta. Ngươi đang nằm mơ đi à? Ngươi nói nhiều với ta như vậy thì liệu có ngày ta suy nghĩ suy nhược hay không? Sau này nếu như muốn có đột phá phong ấn ra ngoài thì cơ hội sẽ càng xa vời hơn. Hồi tỷ giàn trá, ngươi dụ ta nói chuyện này vì kéo dài thời gian sau. Được, được lắm. Xem ra tạm thời không thể ra ngoài được rồi. Không ngờ chỉ ngẫu nhiên đột phá một lần mà lại kinh động đến cả hung hồn đội đó. Nhưng mà trong gian vệ của hắn thì cũng không làm gì được mình. Đến lúc quay về rồi, nghe hôn hồn đã nói thì tốc độ tu luyện nhanh như thế là vì sinh mệnh tính năng gì đó. Quả đúng là niềm vui bất ngờ. Đó là ai vậy? Cái người tả ta ra, mô tả ta ra. Khốn nạn mà, cái người đừng có đến đây. Thì đường già cảnh cáo mình không được gây chuyện bên ngoài. Nhưng mà nghe tiếng hình như là người quen, thôi đi xem vậy. Tiểu nhà đầu, sẽ không có người nào đến đây đâu. Tiểu nhà đầu à, thi lệ này cũng đẹp đấy chứ. Chẳng lẽ lấy là số mệnh của ta sao? Khi ta thoải mái thì ta sẽ không để cho họ động vào người thế nào. Tránh ra, mấy cái tên các người đứng xa ra một chút đi, canh gác cho ta.
Cứu tôi với, cứu với. Nè, khó người thi thần cầm thú thì sao? Là cái nào? Ở đâu ra một cái tên tiểu tử vậy? Muốn chết sao? Thì tớ, ngươi có biết người trước mặt này là ai không? Ờ, thật sự là không biết đâu à. Thì Triệu Quỳnh là nấu ông đệ tử được đại tiểu thư rất coi trọng. À, đại tiểu thư là ai thế? Ngươi có biết đại tiểu thư là ai không? Không biết, kỳ lạ làm sao? Nè, là cái người tự đi hay để ta đánh cái người mới chịu đi? Ngươi là bộ cùng ngồi môn đệ tử mới vào năm nay. Ờ, ngươi biết ta sao? Bộ cùng sư đệ, ta và hồ mình sư huynh đối chiến, ai mà không biết chứ? Xem ra, dạo này ta cũng nổi tiếng gớm nhỉ? Sớm muộn gì cũng phải chuốc lấy phiền phức, sau này trên ta tu luyện mới được. Bộ cùng sư đệ đã quen biết Lâm sư huynh rồi. Sao Lâm sư muội rồi, vậy thì ta xin cáo từ. Thì sư huynh à, lấy nào chúng ta có bỏ qua tiểu tử đó như vậy sao? Dựa vào người mà vẫn muốn đánh hắn hay sao? Hắn làm lộn kế hoạch của đại tiểu thư, cứ quay về báo với đại tiểu thư đã. Thông báo cho đại tiểu thư, sau đó thì mới quay về giao hứng cái tên tiểu tử buộc cùng còn biết chơi có rất gì là gì. Hắn chỉ có thể ức hiếp hồ mình mà thôi. Nếu như muốn đổ với thực lực thì hắn chết là cái gì cả. Ôi tiểu sư huynh anh mình, tiểu sư huynh anh mình. Có nói buồn hộ mấy ngày này đi theo cô suốt sao? Mấy ngày này ta luôn cảm giác có người đi theo dõi mình, có lẽ là bọn họ rồi. Bị theo dõi. Trước cô có quen bọn họ không? Không hề quen biết. Kỳ lạ, lấy nào liên quan tới đại tiểu thư người mà bọn chúng nhắc tới ư? Cô có biết đại tiểu thư mà bọn họ nhắc đến lại không? Tin chất của ta không tốt, tin tức thì cũng không biết nhiều. Căn bản là không hề biết đại tiểu thư mà bọn họ nhắc tới là ai. Thật kỳ lạ. Giúp cuộc là vì lý do gì mà bọn họ lại nhắm vào làm sao nhiều chứ? Cô tốt nhất là nên cẩn thận đi. Nếu xảy ra chuyện gì thì có thể tới tìm ta. Đưa cô về, cô đi một mình không an toàn cho lắm. Cảm ơn nhé. À, cô có nghĩ không? Ta là người xấu là được rồi. Ta cũng từng nhỏ bé yếu ớt, nhưng ta sẽ đứng lên trên tất cả mọi người. Lại. À, đừng để tay. Ta là Vân Kim Tinh. Đúng là một con khỉ. À, diễm phúc của bộ cùng người đúng là không tồi nha. Nào, đây lại là sư mùi nào đây? Đừng có lắm lời, các người sao lại đến tìm ta? Một phái muốn cho chúng ta năng tính để tu luyện. Năng tính? Người không biết cái đúng không? Đi, đi thôi, đến quán trường. Người đúng là không biết gì đúng không? À, ha, ha, ha. Năng tính là một loại năng lượng tinh thở ở thở rắn. Dùng năng tính vừa tu luyện vừa nhanh vừa thuận tiện. À, hóa ra là như vậy à. Nè cam lớn à, mau đi thôi, không là hết đó. Tại Diên Dương Tông ở một nơi trên đỉnh núi. Chị chấp sự, ông đến đây là có chuyện gì? Đại tiểu thư. Tiểu thư à, hành động của Tiêu Thành bọn họ bị phá hỏng rồi. À, lần này phá hỏng kết của Tiêu Hành chính là bộ cùng người mà ta đã nhắc tới với cô. Chính là cái tên bộ cùng đã làm loạn Liễu gia ta sao? Chính là người này. Hắn muốn trừng trị một chút tên phá đám Liễu gia ta. Không ngờ là bị cái tên phá hoại lần nữa cũng có chút thú vị đấy. Chuyện này cứ đợi đó ông đi là được rồi. Vâng. Giả bộ làm người tốt cái gì chứ? Cái con đồng bò lông da độc địa đi. Người người đông đúc. Wow, đúng là hoành tráng nha. Có ngươi nè. Đây chính là năng tin sao? Ôi, cuối cùng đã tới rồi. Cảm ơn sư huynh. Người tiếp theo, Mạc sư huynh. Người tiếp theo, Mạc sư huynh. Bộ cùng, mau lên. Ý dạ. Vị sư đệ này chắc cũng biết chỗ năng tình này quý bố thế nào, mà lại lâm vũng vụng rồi. Lẽ nào sư huynh thực sự cho rằng ba viên năng tình đấy là do ta không cẩn thận làm rồi sao? Vị sư huynh này, trước kia ta có từng đã tội với huynh không? Tên tư tử này đúng là không biết điều. Như lừa hồ mình nói, lẽ nào hắn không thấy rõ tình hình hiện tại sao? Họ sao lại đến đâu cũng có người gây sự với ta? Vị sư đệ này, ta chỉ để cho đệ tử mới vào môn phái, mới gồm tiếng sư đệ. Lẽ nào để có thái độ như vậy với các sư huynh của mình sao? Này tư tử này là ai vậy?
Sáng lại dám ăn nói như vậy với Mạc Hồng Sư Huynh. Đó không phải là kiếm trà thiên phú đâu, mà kia là cùng tên phế vật nổi tiếng đó. Sao chỗ nào hắn cũng có kịch hay để xem vậy? Vị sư huynh này, chuyện vừa rồi thật lòng thật, ta ở trong lòng và Huynh đều hiểu rõ. Nếu như để ta nói trắng việc này ra thì có vậy có lẽ sẽ không hay lắm, đúng không? Bộ cung các người, vị sư đệ này bảo viên năng tin đó để muốn làm như thế nào đây? Mạc Huynh, thế như ta thì chuyện đến đây thôi, thế nào? Thành Huynh đã ra mặt nói chuyện, vậy thì ta cũng nỡ mặt không trả cứu nữa. Thì tử, về sau làm người được hùng hàng quá, lần này tạm tha cho người. Còn tại sao lại như vậy thì ta nghĩ trong lòng người cũng rõ. Hồ Minh, xem ra trước kia ta đúng là mềm lòng rồi. Mạc Hồng, Hồ Quỳnh, chuyện hôm nay ta đã nhớ kỹ rồi. Không ngờ thành lần sự Quỳnh hôm nay lại rảnh rỗi ra đi. Đúng là mặt trời mọc đằng Tây rồi. Đúng vậy đó. Nghe nói thành sự Quỳnh là người có khả năng lớn nhất. Tấn thằng trở thành môn phái hạch tâm đệ tử trong trận đấu tấn cấp năm nay. Wow, thật lợi hại. Thành Lâm, người lẫm hồng chuyên tốt của ta đấy. Sư Quỳnh, tiếp tục phong phát năng tin. Tất cả ngưỡng môn đệ tử chưa lấy được năng tin thì xếp hàng tiếp đi. Bộ cùng, ngươi chờ đó. Chuyện vừa rồi cảm ơn sư huynh. Không có gì, tương đương ngang qua đây thôi. Thực đáng tiếc. Không hổ danh là cái tên ngốc nổi tiếng trong môn phái. Ba người được đề cử hạch tâm đệ tử năm này chắc chắn là có thành lòng. Sư huynh ở trong đó rồi. Huynh ấy nổi tiếng lắm sao? Đương nhiên rồi. Thành lòng sư huynh là thân truyền đại đệ tử được dựng đường trưởng lão thân phận cao quý tính cách thì tốt, tướng mạo thì anh tuấn, rất được các sư muội sư đệ quý. Cậu cũng biết nhiều thật đấy. Là đệ tử của vị tiền bối đó sao? Ai mà như cậu chứ. Tôi là người thông thạo mọi việc ở trong môn phái đó. Ai như cậu? Vừa rồi tôi đã kích động rồi, nhưng mà tên Mạc Hồng đó là thấy hầu mình tìm ta gây rối phiền phức, thật tức chết không thể chịu đựng được mà. Không biết cái gọi là quân tử báo thù 10 năm chưa muộn gì à? Để tu vi của cậu tăng cao thì hắn ta còn là đối thủ của cậu không? Đó không phải là cách của ta. Ta lại thích trực tiếp chặt chém mọi thứ để nâng cao bản thân mình lên. Ta đồng ý với cách làm này của bộ cung. Người nghĩ tưởng không sợ những thứ ngại nghiền, hai cái tên ngu xuẩn đó. Người cậu sao rồi? Không sao cả, không yếu đuối như vậy đâu. Cậu chắc là mình không sao thật chứ? Hắn ta ra tay không nhẹ chút nào đâu. Cơ thể của ta thế nào ta biết chưa? Nói ta như vậy chắc là không vấn đề gì chứ. Ôi, hai người mau về chỗ đi. Ta đi tìm một nơi yên tĩnh trị thương. Cậu đi đâu? Chỗ này của mình rất yên tĩnh mà, không ai làm phiền cậu đâu. Đây là thuốc trị thương rất tốt đấy. Đa tạ. Với thương của cậu ấy có lẽ rất nặng. Để cho cô ấy một mình trị thương sao? Mọi người có cách riêng của mình. Đỡ thường theo tự nhiên đi. Đúng, câu này rất đúng. Cái gì cũng thường theo tự nhiên. Nhưng mà phải thường theo tự nhiên cũng không tìm được vị đại nhân đó. Cẩn thận lì nói. Tiền nghiên giới này, cái gì cũng thật là rắn rối. Chị thương cả một đêm, cuối cùng thì cũng được hồi phục hoàn toàn rồi. Từ khi sinh ra tới giờ, lần đầu tiên bị thương nặng tới như vậy. Giờ xem thành quả trị thương thế nào. Sau khi bị thương, vẫn có thể nâng cao sự tinh khiết ủng hộ của tiên nghiên khí trong cơ thể. Hùng hồn rất là yên tĩnh. Có lẽ thực lực ở bên ngoài áp gián tiếp cùng Mạc Hồng đánh thu nhỏ pháp lực ở trong cơ thể. Đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Hay là về sau bị thương nhiều lắm một tí ta. Thôi bỏ đi đâu chết kiếp đấy. Mạc Hồng, Hồ Quỳnh, ân oán của chúng ta sẽ nhất định phải giải quyết. Tôi thật tâm trùng thiền định phòng, thực lực vẫn còn kém quá. Bây giờ thật sự phải đi tìm ngôi sư huynh để thỉnh giáo rồi. Đến núi của hạch tâm đệ tử, cuối cùng cũng tìm được, thật không dễ dàng gì. Khách lạ, nhanh như vậy đã tìm ta rồi, xem ra để sống không tồi.
Ta hôm nay muốn đến hỏi ngôi sư huynh vài việc về việc tu hành. Tôi thử tâm trường thiền định phòng, còn có gì mà hỏi ta chưa? Chính là tốt tốt thể tâm trường thiền định phòng, sau đó ta không thể đột phá được. Ồ, không đột phá được sao? Cô thấy tình hình thế nào thì để nói rõ ta xem. Chính là sau khi tốt thể tâm trường thiền định phòng. Không phải vậy chưa? Để tay trái của đề ra xem. Để một lát nữa ta kiểm tra cơ thể ở trong cơ thể đẹp. Cái này, tiểu tử này, sao mà đưa ra lâu như vậy? Nếu như ta muốn làm điều gì bất lợi về đệ, thì có phải là dùng đến cách này hay không? À, Ngô Quỳnh hiểu làm rồi, đây không phải là nguyên do này. Thầm bà đệ hiểu quên xem đi. Hy vọng những thứ trong khu vực não sẽ không bị phát hiện. Không thể nào. Ngô Sư Quỳnh, lẽ nào có thể ta thực sự có vấn đề gì rồi? Tiểu tử này, đúng là quay thai mà thực sự không biết khi nào... Trước để tu luyện thế nào? Bỏ đi, ta cũng không vòng vò nữa. Để có biết trong cơ thể tu sĩ tu tiên có thứ gọi là tiên căn không? Tiên căn. Trong thế giới tu tiên thì tu sĩ muốn đột phá tối thực kỳ, bước vào khuyên nghiền cảnh, vậy thì trong cơ thể của người đó nhất định phải có cái gọi là tiên căn. Rồi trắng ra là để có chiếc chìa khóa bước vào khuyên cảnh của tu tiên, thì cái chìa khóa này cũng là do trời sinh ra. Ta không có tiền căn, ta không có tu luyện đến cảnh giới cao hơn sao? Ở bình tâm tĩnh tâm đi, hỏi thú tâm thần. Chuyện gì thế này nhỉ? Người nỗ lực cố gắng như vậy mà không thể tiếp tục bước đi nữa sao? Không được, ta phải nghĩ cách. Đó là ngồi sự quân đã nhắc nhở, nếu không ta thực sự bị phát điên rồi. À, chị nhỏ thôi, không có gì. Ngồi sự quân à, lẽ nào tình hình giống như ta? Từ trước đến nay không xuất hiện điều ngồi là sao? Ví dụ như có người không có tiền căn, có khả năng đột phá khuyên nghi cảnh. Thế như ta biết thì từ trước đến nay có vô số người ít nhưng mà không có người có tiền căn mà vẫn đột phá được lên khuyên nghi cảnh cảnh giới cao hơn. Tại sao? Bọn họ đã có những cơ duyên thâm hậu, nhưng mà mặc dù vậy thì cũng chỉ có tu sĩ nhỏ bé mà thôi. Nghe nói có một kỳ vọ tên là Thánh Đạo Trì. Chỉ cần là người có nó thì bất luận là người có tiền càng hay không, hay chưa từng có tiền càng, kế lập phế thế thì đâu có thể khiến cho người đó đột phá được những ràng buộc trùng sinh tái tạo, có thể khiến cho người đó trở thành một cường gia đỉnh cấp, khiến cho người đó đứng ngang hàng với trí cõi đời. Nghe nói mấy nghìn năm trước đã xảy ra một trận chiến thiên địa dị biến. Mảnh lục địa này của chúng ta lúc đó thì có một tên ngoại tộc xâm chiếm. Thực lực của người ngoại tộc đó rất mạnh. Thủ đoạn của hắn thì vô cùng ngang ngược, bất luận là tù tiền hay là phàm nhân đều phải chịu sự vô hình tàn nhân của hắn, dẫn đến sinh linh lầm thàn, người người tự sát. Trong đại kiếp này đó thì đã bị ra tù tiên giới, rất nhiều những môn phái tông địa môn thực lực mạnh đều bị hủy diệt. Chính là khi mãnh lục đại này đứng ở trên bờ vực bị hủy diệt, đột nhiên xuất hiện một người chưa hề được nghe nói đến. Người đó tự xưng là Tình Tử Thiền. Người đó xưng là Linh Tử Thiền, một mình người đó ứng chiến với tên ngoại tộc sầm lan đó. Cuối cùng thì cũng đã khai chiến đại thần thông, cường hành biến mảnh lục địa trở thành một trận cờ, bố một đại trận khủng bố để phong ấn cái tên đó. Tương truyền thì tiền giới này bị phân thành hai giới, đồng tây thì nguyên nhân chính là giới trận pháp đó. Sau này có lời đồn một vị thần bí cường giả tự xưng là Tinh Tử Thiên Đồ, hình như đã đạt tới thánh cảnh giới trong truyền thuyết. Cổ thánh, một người đã thay đổi tất cả trời đất ư? Trận chiến đó đã toàn bộ tiền nghiền giới đã bị phân tầm hai, nên mới có hai giới đồng tây như hiện nay. Mà tiền nghiền giới của thiên địa dàn rơi xuống ngàn trượng, so với trước khi xảy ra đại kiếp nạn là một sự khác biệt lớn. Ngô Sư Huỳnh nhắc đến chuyện này, lấy nào vì tiền bối từ tình thiền đó trong truyền thuyết đó ở trong không thể có không có tiền căn. Người đó thực sự không có tiền căn sao? Vì tiền bối tư tịnh trong truyền thuyết đó có trong mình được gọi là Thánh Đạo Trì, nhưng mà sau kiếp đại nạn đó thì mấy nghìn năm có bao nhiêu người đi tìm tung tích của Tình Thiền Tử, nhưng kết quả thì đến cộng lông của người ta cũng không tìm được, chứ đừng nói là Thánh Đạo Trì. Đa tạ Ngô Sư Huỳnh đã giải thích, vậy bao gồm chỉ cáo từ trước. Đây phải gọi là ý trời. Ở trong ù cốc, ông trời đã ghét cho ta sao?
Có lẽ đây chính là số mệnh của ta, nhưng mà ta không muốn nhận nó. Người khác có thể làm được thì ta cũng làm được. Những chuyện có thể làm được thì vẫn còn nhiều mà. Thuốc ở trước đường quanh an tình ở quảng trường mỗi tháng đều phải đi lấy. Tài nguyên của mình thì không thể không cần được. Công pháp ở trong tàn thư các gì gì đó thì càng nhất định phải xem cho kỹ. Nó không chừng sẽ phát hiện ra cái gì đó. Lão trời già, để xem ai mới là người cười cuối cùng. 3 tháng sau, khoảng thời gian này tất cả những cách có thể tìm được thì đó đã tìm rồi. Mà tốt thể tam trùng thiền định phòng đã là cực hạn rồi. Cường hành tu luyện chỉ gây ra bao thêm mà chết. Nhưng mà ta vẫn muốn thử. Hy vọng nhân thể tiền có thể giúp cho tân cấp quyền nghiền cảnh sẽ phát huy tác dụng. Kết quả vẫn vậy. Thế vì sống tạm vỡ chỉ bằng chết thuận theo tự nhiên. Thì tự, vậy đã đến từ bỏ rồi sao? Tình hiện giờ thì ta kiến tỳ thầm đều có tác dụng không? Thì tự không ngờ người cũng có ngày hôm nay. Người đang cười trên nỗi đầu của người khác sao? Có phải là ta đi đời rồi thì người sẽ được giải thoát, sau đó thì ra ngoài không? Thì tự à, ta làm một giao dịch thế nào? Về sau khi giúp ta một chuyện thì ta sẽ giúp người phá giải chướng ngại. Ta cấp lên tu sĩ mà các người gọi là khuy nghi cảnh. Ngươi cho rằng mình là đại năng thủ đoạn thông tin sao? Hay là một tiếng nhân thực thụ khiến cho ta đột phá được khuy nghi cảnh? Đúng là khích nộ bổn vương. Chỉ là một con kiến nhỏ thôi bổn vương có còn phải giở trò với người không? Người nói liệu có đúng không? Ta đã nói rồi, ta có thể giúp ngươi làm được thì chỉ còn ngươi. Ngươi có không tin mà thôi à? Nhưng mà tình hình hiện tại của mình thực sự là không ổn. Nó cứ tiếp tục kéo dài như vậy. Nếu như ngươi thực sự giúp ta đột phá tôi thật kỳ tấn cấp quyền nghị cảnh thì ta có thể đồng ý giúp ngươi. Thì tử này bình thường rất là cẩn trọng, có lừa dối gì ở đây thì cũng không nhỉ. Kệ đi, nếu như chịu nhận của lục vận diệt dòng, vậy thì lục văn cũng sẽ bị hủy theo, còn những vật bị phòng ấn bên trong lục vận cũng sẽ bị chung vùi theo. Lão tử vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa. Thì tử, thật sự đồng ý giúp ta sao? Nếu như thực sự giúp được thì ta sẽ loại bỏ chướng ngại tấn cấp khi nghị cảnh. Vậy thì trừ những việc khiến cho người tức, trời tức, những việc ngược lại về đạo lý, thì trong những chuyện khác thì ta đều có thể giúp người. Yên tâm đi tử, điều mà ngươi lo lắng nhất định sẽ không xảy ra đâu. Xem ra phải đề phòng hắn nhiều hơn. Không phải là người nói ta có thể kéo dài thơm thì cũng không có cách nào sao? Vậy con muốn thích gì? Thì tử, bớt một ngân thần ta truyền cho người một bí thuật. Ngươi dựa vào bí thuật này vận chuyển pháp lực trong cơ thể, vừa có thể không chết tình hình trong cơ thể mà ít nhất thì chặn được đồ ác hóa. Tử khiếu tình khuyết là một thượng cổ truyền thừa bí thuật, lại có thể khiến cho con người dục hòa đồng sinh. Niết bàn tại sao lại có thể khai địa giới thông thiên kiếu chi thần môn hỗ độ thiên hòa tạo hóa phá nát trùng sinh chi cầu? Cái này thần kỳ quá. Thì tử mau dựa vào bí thuật vận chuyển pháp lực trong cơ thể con người đi, càng kéo dài thì sẽ càng xảy ra chuyện đó. Tên tiểu tử này chắc chắn không tồi. Nếu như không là tôi truyền cho hắn thành quả lĩnh hội đúng là uồng phí rồi, còn phải hồn bậy phân lạc nữa chứ. Phá khí là hậu lập. Không ngờ tiểu tử này cũng chịu đựng giỏi lắm chứ. Cái này tiểu tử mau dừng lại. Lục văn hiển thị, đây được gọi là bổn vương tự làm tự chịu sao? Tối kiết thiếu đi tình quyết này đúng là không hư cầu gì quá nhiên rất mạnh. Thì tự nửa tháng vừa rồi sướng rồi nhỉ? Người sao vậy? Lẽ nào người còn biết trong vòng nửa tháng người ngồi thiền đến này mỗi giờ mỗi khắc đều hấp thụ tinh năng của ta sao? Ôi tiêu hào quá nhiều, ta đành phải biến như vậy rồi. Cái đó ta cũng không biết mà, chỉ là bớt đi ít sinh mệnh tinh năng thôi. Về sau mỗi bổ là được rồi, làm gì mà ngạc nhiên thế chú? Nè, không thì như vậy tới này đi. Ngươi từ từ dùng tâm thần ý niệm của người để tiếp xúc vụt vận, thử liên kết với nó, dùng để nó hấp thụ hình mệnh tinh năng của ta nữa có được không? Người tưởng ta chưa thử tiếp cận nó à? Huống hồ con bảo ta đi liên kết với nó. Người muốn ta đi chết thì đúng hơn.
Không thì người thu lại đi, tàn hồn này của ta cũng không chịu được sự tiêu hao của người đâu. Để rồi bây giờ ta sẽ thử, nếu như không được thì ta cũng hết cách rồi. Vẫn không được. Đã vậy thì về sau nghĩ cách vậy. Nửa tháng rồi, phải về chỗ xem sao. Người nói xem, cảnh giới tu vi của ta hiện giờ là nghịch thở kỳ đỉnh phong sao? Hay là đã tiếp tục gần với khiếu cảnh nguyên rồi? Thì tự người đúng là đang nằm mơ rồi, hai cái thứ người đã nói không phải. Người chỉ ta. Thì tự người đừng có dội, chính ta đồng ý với người thì chắc chắn sẽ giúp người làm được. Đừng có ngạc nhiên như vậy. Món bí thuật mà ta truyền cho người trước đó thì cũng là giúp cho người hồi phục vết thương trong cái thở mà thôi. Nghe cái nói chuyện của người thì môn bí pháp tối khiết niết tình quyết không hề giúp ta xung kích khiêu cảnh sao? Đợi thời gian thích hợp thì ta sẽ nói cho người biết. Các người đang làm cái gì vậy? Đương nhiên là chuyện tốt rồi. Ngày mai là ngày tuyển chọn môn phái Hạch Tâm đệ tử, người có biết không? Không biết, nhưng mà liên quan quá gì tới chuyện bao túi này bọc kia của các người vậy? Có liên quan môn phái tổ chức tuyển chọn Hạch Tâm đệ tử, thì đồng thời những người như chúng ta cũng được nghỉ 3 ngày, cho phép về quê thăm người thân có vui không? Về quê thăm người thân à? Đúng là lâu lắm không về quê. Không biết Thường Dì Già và Tỷ Hổ có khỏe không? Đúng rồi, vài ngày trước Hàm Quân Sư Tỷ có chuyến lời qua đây, bảo người đến gặp tỷ ấy. Hàm Quân Sư Tỷ à? Tỷ ấy tìm ta là cái gì? Không biết, có điều là cho người muốn nhất là hôm nay phải đi. Hả? Cái người đi trước đi, ta đi một chuyến đã. Đi xong về sớm. Chúc các người đi vui vẻ. Người đón xem là chuyện gì? Chuyện gì thì chẳng có liên quan gì tới người. Người quá đáng rồi đó nha. Thôi đi thôi, về nhà. Lỡ đi sao? Người lại, tại sao lại tôi đi? Nơi này có lẽ là nơi ở của Hàm Minh Sư Tỷ. Hàm Quân Sư Tỷ có bảo người truyền lời. Chính là đây, đi theo ta đi vào. Bảo Quân Sư Tỷ, Sư Huynh cũng đến rồi sao? Bảo Quân Sư Đệ, lâu rồi không gặp. Mọi người cũng nhận được lời gọi của Hàm Quân Sư Tỷ rồi. Ta vốn dĩ là ở đây rồi mà, sao còn phải đợi gọi nữa? Trên trách, Hàng Linh Nhi lại tới cấp nhanh như vậy. Nơi này đầy đủ linh khí, việc tu luyện có thể nhanh hơn những nơi khác từ 2 đến 3 lần. Lần này không nói, con đệ tử thì mới vào tham gia có đúng không? Là ta đã xin Hàm Quân Sư Tỷ phá lợ, ta tin Bộ Công Sư Huynh chắc chắn là có thể thắng được. Còn tự tin hơn cả Bộ Công Sư Huynh của mùi nữa. Lần này sư đệ phải cố gắng lên nhé. Vốn dĩ là Bộ Công Sư Đệ đã rất lợi hại rồi. Tiến chọn cái gì cơ? Bộ Công Sư Huynh có biết chuyện Huyền Linh Mật Địa không? Tuyến chọn của Huyền Linh Mật Địa. Lần này Hàm Quỳnh Sư Tỷ triệu tập mọi người đến là vì danh sách tuyến chọn vào Huyền Linh Mật Địa nửa tháng sau. Huyền Linh Mật Địa là một bí cảnh không gian do thở hết lực tam phượng, là tiền âm môn, thân kiếm môn, thi khôn tông cùng nhau cai quản. Có 10 năm sẽ mở ra một lần, chỉ hạn định tu sĩ tư khiếu cảnh trở lên tham gia. Cho nên trong tông phải có cách 10 năm thì sẽ chọn ra những đệ tử nghịch thể kỳ dị vào Huyền Linh Mật Địa để tìm kiếm cơ hội. Tam phường thế lực của chúng ta cũng vì tranh đoạt tiền mệnh chi quả trong Huyền Linh Mật Địa nó mới vào đó. Lên nhiều mệnh quả thì có thể nâng cao đột phá đến thiên nhiên cảnh của tu sĩ khiếu cảnh đỉnh phong. May mà ta đến lần này. Những đệ tử nghịch thời ký của phái đi vào mật địa thì cho phép tan sát thường dòng, hậu quả như thế nào tôi chịu. Cho nên mối quan hệ giữa bà tu tiên một phái không được hào hồi cho lắm. Tiếp theo đây, tuyến chọn bắt đầu. Các đối thủ lần lượt bốc thăm quyết định, sau đó thì lên võ đài theo thứ tự. Nửa năm sau, Huyền Linh Mật Địa mở vào cửa, 10 năm một lần sẽ mở cửa. Lần này sẽ do ta dẫn đội. Hôm nay tập hợp mọi người tới đây chính là để tổ chức tuyển chọn người tham gia hành trình lần này. Sau đây sẽ bắt đầu tuyển chọn, các cặp đối thủ sẽ bốc thăm lựa chọn, sau đó thì theo thứ tự lần lượt lên đài thi đấu. Nói không chừng lại có cơ hội của ta, nhất định không thể bỏ lỡ. Đến ta rồi, sư huynh cố lên. Bộ cùng Hoàng Phi. Ta từng nghe về người, nhưng mà trong mắt những nghịch thể cảnh đỉnh phòng bọn ta thì chưa từng giờ đấu. Người làm sao biết ta yếu? Vậy thì ta sẽ đánh cho người phục thôi.
Ngươi thắng cuộc bộ cùng. Thì tử này là lâu tàn quá, đánh bại cái Hồng Phi rồi. Thì tử ý ngươi, ý dầu người sống sót trở về. Vì sau chỉ còn xa thơm, thì tử này thú vị lắm. Bộ con sư huynh lợi hại quá. Mọi người nhanh chóng về đã đánh xong rồi sao? Bọn ta đã đạt tới, đến đột phá rồi, là nhân viên nội định. Nhưng mà nhìn vào lúc nội môn đệ tử, bí mật của ta không ít. Vào nội môn thì hiểm càng cao, thăng cấp thì vẫn quan trọng hơn. Ba ngày sau đến huyền liền bí địa tập hợp ở đây, quá tự do sẽ bị gạch khỏi danh sách. Đã tại lần này mùi đã giúp đỡ, vì sau có cơ hội nhất định sẽ báo đáp lại mùi. Quên nợ ta hơi nhiều đó. Có vẻ như vậy ta cảm thấy không thể trả hết nữa rồi. Huyền linh mật địa Tam Phường Thị, tiêu trấn của huyền linh mật địa nơi giao dịch. Lâu lắm rồi, mình chưa có gặp quà nơi nào nói nhiều như vậy. Tiêu tư này, ngươi lại không biết kiểu làm sao mà đi phường to lớn như thế này để không chừng chỉ có một lát nữa thôi sẽ bảo bối xuất hiện đấy. Kiếm lậu, bảo vật trên thế gian này nhiều lắm. Có người thì dùng tiền mua bảo vật, từ đó thì tầm ngắm tầm ngầm mà tu luyện. Đó chính là sức hấp dẫn của kim lậu và cũng là cơ duyên của từng người. Người biết rất nhiều bảo bối, đó là đương nhiên. Người cũng không xem báu đại gia là ai đấy. Ta năm đó là... Sao lại không nói nữa? Thì từ người rất muốn biết sao? Người nghĩ nhiều rồi. Tốt nhất là như lời người nói, biết nhiều quá thì với người cũng không phải là chuyện tốt. Người nói xem, những quầy hàng này có đồ gì tốt không? Chúng ta có thể đến quầy hàng bên trái xem. Thật sự là có đồ tốt giống như lời người nói. Không tin ta, người có thể đi. Dù sao thì người mất đi bảo bối thì cũng không phải là ta. Không biết đồ tốt mà cái tên hung hồn này nói là cái nào. Bộ công sự quỳnh thì ra quýnh ở đây. Không phải là có người hàng muội ra ngoài sao? Vừa rồi có người gây chuyện xung đột ở thần kiếm môn. Bọn họ đều chạy ra xem náo nhiệt. Thần kiếm môn thật là ngang ngược mà, một chút cũng không cho người khác có đường sống. Mùi nói nhỏ chút đi. Hoa từ miệng mà ra, chìm ra ở đâu cũng cây thớ ức hiếp người khác. Mùi biết rồi. Mọi người đi ra ngoài nhớ cẩn thận đấy. Nè, các vị mua đồ không? Đừng lâu như vậy, làm lỡ việc buôn bán công chủ à. Và mọi người kìa, mua nhìn cái đồ kiếm kia kìa, đẹp quá. Mắt nhìn con đường này cũng không tệ đấy chứ. Cái đoạn kiếm đó có gì phi thường à? Phi thường ở chỗ là theo cách nói của các người. Nhưng mà đoạn kiếm này sắc cầu dòng đó là một loại linh khí. Linh khí. Theo cách nói của các người mà nói là ý gì? Tên hung hồn này không phải là người có tiền nghìn giới. Mặc dù linh khí nhưng mà cũng chỉ là một kiện linh thôi, không bịch, không thường thôi. Ta nghèo tới mức mặt trắng có gì, đến nỗi mà pháp khí như vậy cũng không có. Chứ đừng nói đến là cầm cấp pháp khí. Cái này bán như thế nào vậy? Năm khối nặng tình. Tôi lấy cái này. Lấy nào tới tiêu tử này. Phá hồ đang lừa lấy đồ tốt rồi. Mùi thích thì vòng đồ kiếm bảy sắc cầu vòng này rất là đẹp. Ông chịu cái này bao nhiêu? 10 khối nặng tình. Cái đồ kiếm này dùng để trang trí thôi mà ông bán 10 khối nặng tình á? Vậy 8 khối năng tình, nếu ít hơn thì sẽ còn bán. Nghị sư tỷ có 3 khối năng tình không? Cháu để mượn một lát. Gì ạ? Thêm một lát bùa chưa? Triều màu đen thế nào? Nếu như không thì tôi lộ vốn rồi đấy. Để cầm lấy đi. Được rồi, chúng ta mua xong rồi thì bây giờ đi chỗ khác đi. Tên tỷ tử đó cũng thông minh. Không biết đồ vật đó ở trong tay hắn cố hay không phát huy tác dụng nữa. Bộ công sự quên cái đoạn kiếm đó có phải là có vấn đề gì hay không? Mùi thích là tốt rồi, về nhà rồi quên nói cho mùi sâu. Lá bùa chữ triền màu đen là cái gì vậy? Sao mà mình lại cảm thấy nó chỉ là một lá bùa bình thường thế? Tình tự tưởng nhà người thì hiểu cái quá gì. Thật ra mà nói thì cái lá bùa màu đen đó là trong quý hơn cả cái đoạn kiếm bảy sắc cầu vồng. Lợi hại như vậy sao? Bộ trừ ta miên cưỡng coi như là đỉnh dài bùa chú truyền đi, mà loại bùa chú truyền này không phải là cái loại công phạt phòng ngự tăng tốc độ như những loại bùa khác. Nó có tác dụng khác, thuộc loại bùa mang tính ăn mòn pháp lực của tu sĩ là nam. Thế như lời người nói thì cái bùa đen trừ ma này là đồ tốt đối với nữ nhân.
Cái bùa này thì không xấu, nhưng mà người phải hiểu rõ thời gian sử dụng của nó là bao lâu. Chứ để giải quyết đối phương nếu như không, thì một khi hết thời gian người sẽ không chịu được. Vài nghìn dặm ở ngoài Tây Thường Thị, tại Tiền Dương Môn, thì Khôi Tông, Thân Kiếm Môn, Rò Ti, Thái Hư Kiếm Pháp, Giáng Không, Đại Thủ Kiếm, Chấm, thì mình liệt không. Các đệ tử phía dưới chuẩn bị, đợi không gian ổn định thì lập tức xông vào. Thời gian hiện thực là 1 tháng, trong bí cảnh là 1 năm. Nếu như trong thời hạn không thể ra ngoài, vậy thì đành bí cảnh lần sau mở lại thì mới có thể thoát ra. Xông vào. Có ngủ ngay trước mắt kìa, tiểu tử phải xem người có thể có được rồi hay không. Là của ta thì đừng không ai cướp được. Dưới giờ trong đó đủ cho tiểu tử người uống một hũ rồi. Tiểu tử như vậy là không được rồi. Không được. Tiểu tử người cố thế không chứ, ở lục dân không vậy. Tiểu tử ở màu giảm bớt nó xuống đi buộc. Bột của nó với tà eo của ta sắp thất đức đúng rồi. Bây giờ thì không được rồi. Vừa rồi ta chỉ muốn cho người nếm thử mùi vị cho ăn ván mà thôi, không hề biết nó không chính như thế nào đâu. Người cũng không thể lợi hại hơn một chút thì sao? Ta đi không muốn bị bó buộc bởi ở thế này một chút nào. Thì tỷ tử này phải trị nhìn qua, ta phải mau tìm cách thoát ra mới được. Tôi vì hiện giờ của ta không thể không chứa được nó, người nên giúp ta tu luyện nhanh hơn một chút. Mất địa này chính là một nơi luyện tập không tồi. Nếu như người không có thu hoạch gì ở đây, thì ta muốn ra ngoài cũng chẳng có hy vọng nào được gì vào ngươi rồi. Lời nói thật lòng, lời này cũng gây tổn thương. Thế giới này chỉ có thể tin tưởng bản thân mình. Tất cả những thứ khác đều chỉ thay đổi theo địa vị, năng lực, số phận của người. Chỉ có bản thân mạnh mẽ thì mới có đạo lý vững chắc. Chỉ có thể tin bản thân mình thì mới có thể. Đối với người thì ta vẫn phải phòng bị nhiều. Tiếp xúc thời gian dài như vậy sẽ chúng đời quên mất. Ngươi cũng là người dồn ta vào chỗ chết. Nhờ định phải nỗ lực tu luyện, tu biết vượt qua hùng hồ thì mới có thể phòng ấn được lục dần. Vì sao tự nhiên lại cất cảm thấy có người muốn hại ông đây ta? Bộ con sư huynh nơi này kỳ gì quá. Nhớ luôn cảnh giác em cẩn thận với tất cả thị hương. Đây không phải là xích diện gì để trong truyền thuyết ư? Xem ra đây không phải là tốt đẹp gì rồi. Thi cô tông, thi tử, những người thi cô tông đi theo ta. Đi. Thân kiếm môn kiếm nữ, Tiền Dương môn niệm tâm đạo. Ta không có nhân mạch của hầu mình. Nếu như hầu minh hãm hại, không biết là có thể gắn gượng được qua không. Thì tử ở đó cũng ở đây à? Xem ra người có phiền phức ở đây rồi. Chết người thì cũng ở đây là một điều vô cùng bình thường. Con người mà tên hộp mình này như là con dồi vậy. Chỉ bằng khiến cho hắn mãi mãi ở lại nơi này. Tại sao lại có một cảm giác kỳ lạ như vậy? Yên tĩnh quá, lâu quá như vậy rồi, chẳng có chút âm thanh nào khác cả. Thật không bình thường. Chúng ta có phải là bị cái gì bao vây rồi không? Mọi người hãy đưa cao cảnh giác. Nếu như ta toán không nhầm thì loại âm thanh này chính là cái độc nhất vô nhị thôn diệm thú ở xích diệm chi địa mà truyền thuyết nói. Thôn diệm thú chính là cái loại mà thực nhân yêu thú kích với bè kết đội. Ba người chúng ta chia làm 3 tiểu đội, mỗi tiểu đội là 10 người. Ta dẫn 1 đội, Vườn Phòng dẫn 1 đội, Chú Diễn dẫn 1 đội. Hi sư muội và Linh Nhi sư muội à, 2 người hãy đi cùng ta. Đã tại ý tốt của niệm sư huynh. Có điều số người bên cạnh sư huynh đã đủ rồi, vì vậy mỗi không làm phiền niệm sư huynh nữa. Nếu như Linh Nhi sư muội đã nói như vậy thì ta cũng không cưỡng ép. Một không đi cùng với bọn họ sao? Như vậy thì sẽ an toàn hơn đó. Ôi, mỗi chỉ làm theo đạo tâm của mình mà thôi. Đạo tâm kết nối càng mới lạ nha. Ở đây không có gió và bụi đất, từ đâu mà thổi tới vậy? Còn đúng, đây không phải là bụi đất. Những thứ màu đỏ gợn sóng này giống như là do một lượng lớn vật gì đó tập trung tạo thành. Tình hình trước mắt khó là phân biệt được chúng từ đâu tới. Mọi người chuẩn bị,
Chúng ta chia ra làm ba hướng để đột phá vòng vây. Dương. Yêu dương kết giới, mở. Lối yêu thú này sẽ vùng ra một loại hóa độc có nhiệt độ rất cao. Mọi người hãy chú ý bảo vệ an toàn mạng thật, đừng để bị thương. Mùi hay tiêu sách à? Ừ. Yêu thú sắp vào kết giới rồi. Mùi làm sao có thể chú? Kết giới bị phá rồi, kết giới bị phá rồi. Một, cố gắng gượng. Dùng băng thủy hợp bùa chú pháp tụ công kích thì có thể khắc chế được hỏa diệm. Có cách nào đối phó với bọn chúng không? Nếu cứ như thế này thì sẽ không, chúng ta sẽ bị chết vì mất. Nè, người có ở đây không? Bỏ cùng, đưa bán vương ra ngoài. Nếu không thì người sẽ chết hết, không tồn tại đấy. Bỏ con sư huynh, chúng ta mong nghĩ cách thoát ra ngoài đi. Mọi người sắp không chịu được nói nữa rồi. Một cách giúp chúng ta thoát khỏi sự bảo vệ của thôn diệm thú, nhưng mà không chắc chắn lắm. Tại sao? Thôn diệm thú quá nhiều, nếu như chúng ta không giết không hết thì bây giờ chúng sẽ chia nhau ra để đột phá vòng vây rồi khỏi nơi này. Ui, không muốn đi thì cũng phải đi thôi. Mọi người không chịu đựng được nói nữa rồi. Nơi nào cũng có thôn diệm thú, vậy chúng ta phải chạy đến đâu bây giờ? Chúng ta sẽ chạy ngược lại hướng với thôn diệm thú. Nơi đó có lẽ là không có thôn diệm thú. Đây là một loại diễm khí đỉnh không bùa. Nơi như che giấu được toàn bộ hơi thở tù vi thì tạm thời che giấu được thần ảnh. Nhưng mà thời gian ẩn giấu không lâu, chỉ được một khoảng thời gian ngắn là một khác. Không hổ là đệ tử nội môn, trong tay lúc nào cũng có đồ tốt. Đi. Thôn diệm thú thật là hung tàn, chết nhiều người quá. Đầu tiên chính là nghịch thiền, mà mỗi bước đi đều vô cùng nguy hiểm. Bộ sư huynh à, huynh nghiêm túc quá, không giống như huynh của bình thường chút nào. Thì ta có một chút cảm thán vậy thôi. Bộ sư huynh à, nếu như một ngày huynh lên trời thì huynh muốn làm cái gì nhất? Tướng bích là hoàn tuyền, trên trời dưới đất thu giết trà sĩ thế sẽ báo. Mục đích trước khi gia nhập vào tiền môn của muội là không để ai bị bắt nạt, trường sinh bất lão. Nhưng mà bây giờ, nếu như có một ngày muội gia nhập vào tiền môn, muội muốn được ở bên cạnh người mình yêu là đủ rồi. Như vậy cũng rất tốt. Gia đình hai người bà muốn ăn ở bốn mùa. Bây giờ chúng ta ra ngoài nhìn một chút rồi sau đó tìm địa phương chỉnh đốn lại. Người mà huynh muốn tìm lại không phải muội, mà người mà muội muốn ở bên cạnh là chính là. Nhiệt độ bây giờ còn cao hơn lúc nãy nữa, có phải chúng ta đi sai phương hướng rồi không? Không phải, chúng ta đã đi tới trung tâm của xích viêm chi địa rồi đấy. Chắc là vậy. Trở về sẽ chết, An Lê Nhi à, chúng ta tiếp tục tiến vào phía trước, không chừng chỉ có thu hoạch. Muội nghe theo lời sư huynh, còn nữa, huynh gọi muội là Linh Nhi là được rồi. Hai thì tới đây là nơi nào? Vừa rồi người đi đâu vậy? Chỉ bạn đi, ta đi ngủ một giấc mà. Ui, không có thời gian nghe người nói linh tinh. Người có biết bây giờ là đâu không? Ta nhận ra phía trước là truyền tới một cổ khí tức kỳ quái chấn động. Có điều cách đây cũng xa, ta cũng không cảm ứng rõ ràng được. Ồ, phía trước chính là đầm lầy, chúng ta đi làm phía trước. Bị hiểm. Ở phía trước có đồ. Bộ sư huynh à, chúng ta có đánh được hay không? Cái này sao lại có thể có thôn diệm thú to như vậy được trời? Người đúng là vẫn khí hơn người mà. Cái lỗi ý thú cao cấp như thế này mà cũng gặp được. Bây giờ có cách gì để đối phó với nó hay không? Nhược điểm của nó chính là nằm ở trên đầu. Dùng ngũ thể độc nhẫn là có thể giải quyết được nó rồi. Có điều người nào mang nó tặng cho người khác thì vẫn hơn. Bộ công sư huynh, đây đã hái lá bùa băng độc trùng dày. Khi khởi động nó thì có thể ngay lập tức đông thành khắc băng. Huynh bây giờ dùng bùa độc đối phó với nó. Nhược điểm của nó chắc là trên đầu. Để ta đóng bằng nó, muội hãy dùng ngũ thể độc nhẫn tấn công vào đầu của nó. Được. Linh Nhi, đi.
Trời ạ, uy lực này cũng quá mạnh rồi. Sư huynh không sao chứ? Ta không sao. Cho huynh nè, tại sao? Mặc dù là sư huynh tài cho muội, nhưng muội có chút không đỡ. Nhưng mà nếu như sư huynh không nói, thì muội cũng không biết sử dụng linh khí này như thế nào nữa. Vì thế cho huynh nên dùng nó thì có tác dụng hơn với muội. Hơn nữa trong tay muội cũng có đồ tốt mà sư phụ và sư tỷ cho nữa. Được thôi, thì từ mau đi lên phía trước đi, phía trước có đồ tốt đó. Thôi viêm thương rắn dữ này này, phía trước nhất định là cái bảo bối, chúng ta mau đi lên phía trước đi. Được. Địa phương không bình thường như thế này, nhất định là có bảo vật. Nè, nơi này nhất định là có bảo vật đây chứ. Đồ còn hỏi cũng biết à, những nơi như thế này thì trăm năm mới gặp một lần. Ở nơi đầm sâu ở trong nước này nhất định là có bảo vật rồi. Để ta xuống xem bên dưới rốt cuộc là có cái gì. Chúng ta cùng nhau xuống dưới đi, có thể chăm sóc lẫn nhau. Vậy chúng ta cùng nhau xuống dưới. Ta cũng không biết là bây giờ bao giờ mưa lên, mà một mình mưa ở trên thì ta cũng không yên tâm. Còn bao lâu nữa mày tới? Thì từ rồi sắp tới rồi, muốn có được bảo bối sao phải không chịu được một chút khổ sở kia chứ. Vẫn còn bao lâu nữa, ta sợ linh nhị không chịu đựng được. Nhà đầu đó à, tình trạng còn tốt hơn ngươi nghĩ nhiều đấy, ngươi vẫn là quan tâm tới bản thân mình đi. Ôi, xuống từ 500 mét nữa thôi, bên trái chắc chắn là xuất hiện một cái cổ động, sau đó thì đi vào bên trong.